Chào quý vị và các bạn, anh chị em yêu idol Trung Quốc. Thì hôm nay em có về được, tiếp tục là về được một ít hàng Nhật quý vị. Cái này nó cũng đâu cỡ 20 kg, về tiền máy bay về cũng nhiều lắm ha. Đấy, rồi bây giờ em khui ra ha, hàng nguyên đai nguyên kiện là chưa khui luôn ha. Rồi bây giờ thì em sẽ khui để quý vị và các bạn xem hôm nay về hàng gì. Đấy. Cái này thì hàng ở bên Nhật về mua trực tiếp về luôn nha quý một cây quạt quý vị ơi, cây quạt ha, cây quạt này là phần chỉ sử dụng điện 100W, là nó dạng quạt sổ nha, quạt sổ em mua về chơi. Tưởng cái gì không ai về cây quạt, cánh nó là cánh sắt luôn nha. À, cảnh sát luôn. Thì cái máy cái quạt mát lắm nha, mà chạy im ru. Này thì nó hiệu gì? Electrolux nha. Electrolux cũng là một cái hãng lâu đời. Bây giờ nó chuyển nhà máy sang nước khác thôi, chứ nó sử dụng cũng là địa Nhật nè. Sắt hết ha. Lòng lòng sắt luôn. Rồi. Khui cái hộp này là cái gì đây? Amazon ha. Dây luôn rồi. Rồi, đem về. Dây dắt ha, dây hai đầu 6 ly. Dây micro, dây xịn nha quý vị. Đấy, dây xịn hết. Ổ điện nè. Này. Ổ điện xịn luôn nè ha. Cái này nó có sạc luôn nè. Hàng nội địa quý vị. Dây dắt nói chung là nhiều. Còn có gì? Có dây. Có dây máy tính rồi quý vị. Dây sạc gì tùm lum hết trơn. Để qua bên ha. Rồi tiếp theo. Cái này là nặng, hơi nặng nha. Cái này chắc thiết bị âm thanh này. Này như là âm ly hay là micro không dây gì đó. Cái gì? Thường mấy cái hàng này về quý vị, bên Nhật nó về là sĩ nó đóng cũng rất là đơn giản, nhưng quý vị, nhưng mà cái dịch vụ vận chuyển của người ta vận chuyển rất là tốt. Nói chung là không phải là người Việt Nam đâu, Việt Nam mà đóng kiểu này là hàng điện tử là thua luôn. Thì equalizer quý vị ạ,
vô lên trên. Để con thì hai cái Wallager. Bên Nhật nó đóng như vậy quý vị. Thì nói cái này nói chung thì giá trị nó cũng không có cao lắm, nhưng mà quý vị thấy cái nước cái vận chuyển của người ta nó rất là ok, nó nhẹ nhàng chứ không phải. Việt Nam mình là mấy cái này không đóng thùng shop là thua luôn. Hàng của em là 100% đi về thùng shop, phải thùng shop hết. Không thùng shop là đi về thùng shop mà nhiều khi về nó cũng bể. Còn người ta đóng là nhìn đã không? Bên kia phí vận chuyển cao hơn bên mình đó. Đây là con lọc Mỹ AB ha. Lọc Mỹ AB. Mỹ AB ha, con này thì nó hai tầng như thế này, nó rời như thế này. Mỗi tầng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 cần. Đây, đây nó có volume ha quý vị, volume với cắt tầng luôn. Có volume là cắt tầng luôn. Rất thích hợp cho quý vị ghép karaoke hoặc là quý vị có thể lọc âm thanh âm sắc để nghe nhạc quý vị. Dòng này là dòng nồi ha. AB này mình có bán rồi. Yeah. Sáu chục watt quý vị, lọc đã chơi tới 60W luôn, ghê ha. Này Riverside CA Wood A ha. Đây. Con này nói chung là hàng nồi rồi. Em kết thúc video tại đây, thì hôm nay em quay được mấy sản phẩm, nói chung là về em mua nhiều mà em chưa có thời gian mà để đăng lên cho quý vị xem ha. Euro là 1, 2, 3, 4, 5 thùng nằm đây nhóc trong nhà quý vị, nhưng mà chưa có thời gian để đăng cho quý vị xem luôn bên đây nhưng mà ha. Nói chung là giờ nhiều việc quá rồi, bây giờ về khui quay quý vị xem vậy chứ chưa biết khi nào mà đăng clip chi tiết cho test rồi quay báo giá cho quý vị nữa. Rồi em xin kết thúc video tại đây, quý vị yêu thích thì cho em xin một like, một cái follow để em có động lực làm thêm nhiều clip giới thiệu những cái sản phẩm hàng Nhật về, hàng mới về và clip test âm thanh cho quý vị và các bạn thưởng thức. Rồi em xin cảm ơn.